Alo, em vẫn khỏe. Nhưng mà dạo này có ngủ được đâu. Thế hả? À, thôi, lúc khác nói chuyện nhé. Tự nhiên em thấy có cơn buồn ngủ. Ừ, thế nhé. Chị Điêu ơi, Đứa nào đấy? cho em hỏi đây có phải là nhà chị Điêu không ạ? Điêu với điếc cái gì? Không phải. Nhà số 1. Cô Điêu ơi, cô ra lấy báo giúp cháu về ạ. Còn mỗi nhà cô thôi ạ. Dạo ơi, mà không phải rồi cơ mà. Đi sang nhà khác mà tìm điêu mới chả điêu, mất giấc ngủ người ta. Mẹ trả tiền xử bố cái thằng. Hắn thế không biết. Ôi chị ơi à, chị ơi cho em hỏi nhà chị Điêu ở đâu ấy hả chị? Đấy, nhà chị Điêu đằng sau cậu đây này. Thế nhưng mà em cứ gọi ở bên trong đấy, người ta lại bảo đấy không phải là nhà chị Điêu. Tôi chỉ biết ở trong đấy là nhà chị Điêu thôi, còn ai ở trong đấy tôi không biết. Định chơi trò ú à với mình à? Chị Điêu ơi, em biết chị trong nhà mà. Chị ra đây đi, nhận báo cho em xong là chị muốn làm gì thì làm. Điêu cái mả bố cho mày chứ. Điêu ơi, Điêu ơi, Điêu, Điêu có biết không Điêu? Em ở đây chờ Điêu, Điêu ra lấy báo cho em. Điêu ơi, Điêu cái bà liêu tí siêu ý. Bà Điêu trốn nợ rồi, nhà này bán rồi, sang nhà khác mà tìm. Không biết kiếp trước ta nợ gì chúng mày. Ê thế mà kiếp này, chúng mày bán ta như trâu bán đỉa thế hả? Chị Điêu ơi. Lại nữa. Chết với bà. Hôm nay bà sẽ cho mày biết. Trả tiền sư bố cái thằng mặt trơ chặt bóng, mồm hóng đít cong kia. Con nhà người ta đi học là để có kiến thức xã hội để đối nhân xử thế. Còn bố mẹ mày cho tiền đi học chỉ để chứng minh là mày có học à? Bà nói cho cái bản mặt mày biết nhé. Sáng mày không ra, chiều mày không ra, cứ giữa trưa bà mày đang chiếm bao thì mày lại gọi. Bà báo cái gì? Về mà hổ báo cá trộn với bố mẹ mày. Con Điêu nó chết rồi nhá, không có Điêu nữa đâu. Ồ thế hả chị? Bị thảm quá chị ạ. Thế chị ơi, chị Điêu chết bao giờ? Chết ở đâu? Thế bây giờ chị Điêu chôn ở đâu hả chị? Chết ở đâu? Mày ra Google Map, ra bãi thăm ma mà tìm. Thế chị ơi, bãi thăm ma đi đằng nào? Em mang chỗ báo này ra cho chị đấy. Mày mà hỏi thêm một câu nữa, tao phi cho cái cọng trên này vào thẳng cái cổ họng của mày nhá. Cái đồ ghê gớm. Ê tê, ba rằng dám động đến mắt. Trong cái làng cái xã này không con nào thằng nào dám động đến mắt. Ê thế mà lúc nào mày không ra mày hỏi mà. Hết thằng này đến thằng nọ có đâu giờ chưa là hỏi. Mày có biết bà mấy hôm nay bà đang mất ngủ không à? Ê thế mà sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối mày lại sủa. À, chắc hẳn mày chưa biết tao là ai. Tao là cung bọ cạp. Một khi mày đã động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của tao, tao sẽ làm y hệt với những gì mày đã đối xử với tao. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày trốn ở đâu á? Tao nói cho mày biết, tao cũng sẽ lôi á cả họ nhà mày lên. Alo. Sao? Đưa vào bệnh viện chưa? Ta về luôn đây nhá. Mày đây rồi, thằng nhãi danh. Anh đã tìm thấy nhà chị Điêu chưa? Em không tìm, em không tìm nữa chị ạ. Bye bye chị nhá. Tử đã. Đây đúng thật là nhà chị Điêu. Tôi là Sướng, em gái chị Điêu. Mấy hôm nay không biết chị đấy đi đâu, chẳng thấy về. Tôi cũng thương anh đi tìm chị đấy vất vả nên tôi cũng...
Chị ơi, em không có nhu cầu tìm chị Điêu nữa anh chị ạ. Không, phải tìm ra chị Điêu để cho chị đây có báo để đọc. Chị ơi, em van chị, em lạy chị, em xin chị ạ. Bây giờ vợ em đang để ở nhà, em phải về, em xin lỗi đã đông và mồ mả tổ tiên nhà chị. Vợ chú đẻ là việc của vợ chú, còn chị em mình phải đi tìm chị Điêu. Chị ơi, con lạy mẹ, con vái mẹ, con xin lỗi mẹ, con đã động vào cái tổ kiến lửa. Mày chừa chưa con? Dạ thưa mẹ, con chừa rồi ạ, con xin lỗi mẹ. Mày nhớ nhá, từ sau mày đừng có ra báo vào giờ trưa nữa nhá. Mai tao mà mất ngủ tao lên viện, tao cho vợ chồng với con mày mất ngủ luôn. Dạ được mẹ tha thứ, đấy là một cái phúc lớn của cả tổ nhà con. Con xin lỗi mẹ vì đã động đến mẹ. Chào mẹ con đi. Cái đồ vừa già vừa xấu vừa vô duyên.